Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phan Văn Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng thuộc thị trấn Long Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nha. Thì hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà nha anh chị. Đó, mới xây rất là đẹp luôn anh chị nha, nhà mới. Này, ở đây là trước là đường này là đường đất anh chị nha. Nhưng mà cách đường nhựa tầm 100 m, tầm 30 m thôi nha anh chị. Đó, có phòng khách, 2 phòng ngủ. Đó, một toilet, một bếp. Đó, có phía sau có giếng trời đàng hoàng anh chị nha. Nói chung nhà này nhà cấp 4 bình thường thôi nha anh chị, nhưng mà được cái là nó mới xây anh chị nha. Đó, có toilet là đầy đủ anh chị nha. Đó, phía sau nè, đó là phía sau cái cửa sổ trời, cái gọi là giếng trời luôn anh chị nha. Đó, rất là thông thoáng nha anh chị. Hướng mình là hướng tây nam nha anh chị nha. Đó, cách biển chừng 400 m thôi anh chị nha. Cách đường Trần Hưng Đạo, đường bờ kè đó là 400 m, cách chợ khoảng độ 300 m, rồi cách quảng trường khoảng độ tầm 400 m thôi anh chị nha. Đó. Đường này là ô tô chạy thoải mái nha anh chị, trên sổ mình là đường 4 m luôn mà thực tế còn là 4 m luôn anh chị nha. Đó, này, xe chung cư là dân cư là san sát nha anh chị nha. Đó, đi ra đây cái là gặp cái đường này là đường này đường lớn luôn nha anh chị. Quy hoạch là đường này 12 m này, quy hoạch xong hết rồi nha, chuẩn bị làm đường nha. Đó là mình cách con đường này tầm 30 m thôi. Rồi cách cái đường nhựa đây, đường này là đường Lý Thường Kiệt anh chị nha. Đường Lý Thường Kiệt này tầm 50 m nha anh chị. Đường này là ra ngân hàng, trường học, ủy ban, công an, tất cả thứ đó anh chị nha. Nó đi thẳng luôn là ra biển, nhưng mà em quẹo phải là ra chợ nha anh chị. Ra chợ ủy ban tầm 300 m anh chị nha. Đó, ra biển tầm 400 m thôi. Đó. Ở đường này là đi ra quảng trường, ra chợ luôn anh chị nha, ra khách sạn Bella nha anh chị. Đó. À, đây là có ATM, bên tay phải là trường học anh chị nha. Còn đi thẳng là ATM, có ATM nông nghiệp luôn nha. Đó. Nếu mà quẹo phải là anh chị ra đường Nguyễn Linh nha, còn quẹo trái là ra biển cộng đồng luôn. Đó. Bên tay phải là thị trấn, ủy ban nha anh chị, có chợ trước luôn nha. Đây là cái sơ đồ vị trí nè, cái quy hoạch đất ở hết nha, 5 m rưỡi sau 23 anh chị nha. Đó, đây là vị trí của mình nè, ngay chấm đỏ anh chị nha. Đó, cách biển tầm 400 m thoải mái nha anh chị nha. Đó. Rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Giá là 2,2 triệu anh chị nha, còn bất lập nha anh chị. Rồi.